Hôm nay tôi đã đào về bản beta multiplayer của Doom Thép World. Nó sẽ tệ hay là nó hay? Thì đây là câu trả lời. Chào mừng anh em quay trở lại với Doom Thép World. Sau một thời gian dài thì cuối cùng chế độ multiplayer cũng đã ra. Và bây giờ tôi có dịp làm cho anh em xem. Bên góc trái của tôi sẽ có một cái gọi là có thể thay đổi được hình dạng và màu sắc ấy. Và thay đổi được mắt kính này. Nhưng mà hiện giờ là vẫn chưa thay đổi được. Tại vì là đây là bản beta thôi. Hình như là chưa có thay đổi được thì phải. Có marshmallow rồi tùm lum tứ lụp dưới hết. Khá là ngầu luôn ấy. Và đây là một cái gọi là mình sẽ chọn cái vũ khí để mình vô mình bắn. Thì giờ tôi đang chọn cái set này đây. AK và SMG. Tôi sẽ vô luôn nha. Sẽ có hai map. Sẽ có một map là Noob Town và một map là Track Street. Và Track Street là cái thành phố mà chúng ta thường chơi đấy. Đây là cái thành phố này đây. Mới vô đã bắn nhau rồi. Ui, nó nằm kìa mọi người. What the f***. Mày nằm hộ tao. Để tao review. Thôi. Ít đâu. Tại server beta cũng khá là lag luôn ấy. Mà đây là cái thành phố cũ thôi. Nó không có gì đặc biệt. Ui, cái tao. Chưa chết nữa. Ui, chết luôn à. Vãi chưa. Tôi sẽ đi vòng vòng cho anh em xem. Nó có một vài chi tiết khá là, gọi là chi tiết hơn. Đấy là chi tiết rõ ràng đấy anh em à. Giống như mấy cái nhô lên mà mấy cái sông đồ các thứ. Cỏ nữa. Chết đi chưa. What the f***. Bố mình núp chợ bơm anh em à. Nope. Thì tôi sẽ đến thăm căn nhà của thằng Jack. Còn ra sao. Giờ là tôi đang ở cuối bảng. Ui chết luôn kìa. Đây nhà của thằng Jack đây. Chúng ta chỉ có thể núp thôi. Mà không có một cái gọi là cái gì gọi là nội thất hết. Không có gì cả. Chủ yếu vô đây chỉ để núp thôi. Bắn mấy anh kia thôi. Giờ tôi sẽ đi lấy top 1 cho anh em xem. Nó hết đạn. Ít đủ xanh. Cây thế. Chúng mày đâu, bơi hết đi. Bơi hết ra đây. Ui khó trúng lắm. Thật sự. Ồ trúng được 20. Ồ thêm 20 nữa kìa mọi người. Ui. Mày nằm giống tao là mày sai rồi con ạ. Chết chưa. Ôi nó bò tới đây luôn rồi. Chết. Đấy. Ngon. Đừng bao giờ copy tao nha. Nó cũng nằm kìa mọi người. Nó copy skill của tôi ấy. Mày copy ai hả thằng này. Ui triple kill luôn. Ôi nó kìa. Đủ xanh. Mang này nó bị khuyết tật á, nó bắn không trúng. Đấy. Ngầu liền. Thôi. Multi kill. 5 kill liên tiếp rồi. Cứ bơi. Chúng mày cứ bơi vào đây. Nói chung là cũng đứng top 3 đó. Cũng ổn đi. Màn này là tôi sẽ bỏ cái khẩu này đi. Tôi sẽ bắn súng nhắm. Tôi sẽ chai hát thử súng nhắm. Thật sự súng nhắm thì chắc cũng khó bắn lắm anh em à. Ủa sao có hai thằng thế. Hai thằng thì làm ăn cái gì. Hình như tôi thấy nó. Phăng. Phăng. Dập. Có bắt đầu nhiều người đấy. Tôi sẽ lên căn nhà này tôi thủ. Lên đây thôi. Tôi đang đứng top 1 mà cứ yên tâm. Tôi sẽ nằm ở dưới đây. Mong là không có thằng nào lên. Lên là nó xỉa vô đất tôi. Chỉ có lên đường thôi đấy. Đây. Đậu xanh cái đồ nhắm. Nó đâu. Đừng thấy tao. Nope. Mày một thằng ngon. Ui chết luôn kìa. Bắn xa cái con nào. Come on. Hụt luôn. Mẹ. Mày một viên. Ôi, nó đang nhắm tôi. Hai lại. No. Hụp rồi. Bơi ra. Ôi chết tôi. Ôi trời bơm chết luôn kìa. Cái đầu. Nope. Không trúng được cái đầu rồi. Hụp luôn. Có thằng nó chạy bơm đằng sau nhưng mà tôi phải bắn chết thằng này. Và hiện giờ cái map kia hình như vẫn chưa mở anh em à. Ui. Mù hết cả map. Ui cái trình độ bắn xa của tôi kìa mọi người. Ui không. Nhấp nhả. Mày ngon mày núp. Ui nó tân trái bơm của tôi. Mày ngon mày núp. Ui nó không chết luôn kìa.
Ui, này bị lát này. Ngon này. Ôi nó không chết. Tính làm gì tao, mày tính làm gì tao. Ui, ngay đầu là 120. Ôi, này là một cái ngay đầu là chết luôn ấy. Bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó. No, 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 no. Ui, không chết. Ui, too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinion, so don't waste my time. Núp sau cây làm gì? Chết đi con bị nè. I don't wanna die, I don't wanna die. Đừng có hộ bá với tao là ăn bơm đấy. 12 kill. Ui, trời, mèo nó chờ bơm kìa. Ơ, nó bị lag rồi mọi người. Ơ, cái thằng đó nó bị lag ấy. Chết. Ui, chết luôn mayhem. Ở trên. I cannot die. 7 skill, 7 kill, 7 kill. Đồ xanh. Nói chung là cũng top 1 đấy. Không sao, vẫn ổn. Rồi, để tôi sẽ còn gọi là cho hát một chút xíu thôi. Nãy giờ chưa bắn cây súng này nè. Tôi sẽ bắn thử cây súng này coi. Thì cái map này vẫn chưa có nha mọi người. Chỉ còn cái map Jack Street thôi. Cho nên là giờ tôi sẽ thử cây súng này lấy top 1 coi. Mọi người đâu hết rồi. Nhìn đông lắm mà. Nhảy. Ôi, nó sắp chết rồi. Ui, nó gọi là dễ. Đây. Ui, cái đầu nó kìa. Hết đạn. Sao mày không bắn thằng kia? Cây thế. Đây, một thanh niên cầm súng nhắm. Ui, nó giật. Mày, ui, hết luôn. Hết. Đu. Không rồi. Mày bắn ai hả? Ui, không phải tôi. Đây nè, nó đây nè. Ôi, ăn hết nguyên băng luôn rồi, không chết mới lạ. Where you bitch. Ê, bơm. Tôi phải giết được một thằng bơm chứ. Mở bơm. Yes, let's go. Đừng có bắn tao. Rồi chết luôn. Thua thằng top 1 một điểm. Ê, đông này. Ôi, tôi giết được một thằng. Không, tôi tự giết tôi luôn ấy mọi người. Đủ xanh đó. Cái thế. Ê, thằng này bị mù. Don't kill me. Ôi, két kìa trời. Mở cái thằng này, két gì lắm thế. May két. Ôi, nó tự chọ bom, nó giết nó luôn kìa. Hai thằng gà đạn. Nhưng mà tao gà đạn trước, đáng tiếc. Top 1 rồi. Đâu nó. Rồi. Bắn thằng đằng sau. Tao nói mày bắn thằng đằng sau đi mà. Mày nghĩ mày ăn được ai? Mày nghĩ mày ăn được tao không? Thôi anh tha cho em. Mày cứ... Xong bắn thằng đó, cay thế. Không ăn nữa coi. Nó nằm. Ôi, đừng. What the hell? Ui, vậy mà nó cũng chết kìa. Đâu xanh, quăng tới chân nó luôn ấy. Tôi sẽ thử núp lùm. Tôi sẽ núp ở đây. Đây, có một đối tượng. Không biết có nhìn thấy tôi không? Ui. Ôi, nó nhìn thấy rồi. Ôi, nhưng mà vẫn chết rồi. Don't kill me, believe you. No. Ôi, tôi vừa chạy luôn này. Wow. Lỗi game. Ôi, tôi bá bả rồi. Thế là tôi bá rồi. Không nào đánh trúng luôn á. Sao vẫn chết nha. Yes.
cuối cùng cũng được top 1. Nói chung á là mấy cái map này thì cũng ổn, tại cái điện thoại của tôi là nó không có được gọi là xịn sò cho lắm, nên là không truyền tới những hình ảnh đẹp tới anh em đấy, cho nên là cũng khá là khó khăn. Nói chung là mới đầu là tôi thấy được cái đu shop này ổn này, và một vài cái mũ cũng khá là ổn, theo như nhận xét của tôi là như vậy đấy. Và đây là đu thép World multiplayer bản beta. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.